Đây, con này cũng cỡ 3 lạng mấy, gần 4 lạng. Đây con này nữa nha các bạn. Đó. Thấy rõ không nè. Đó. Con này hơi to nha. Con này cỡ ký á, nhỏ hơn con nãy, con này cỡ ký á. Mình gửi cho các bạn coi nha, còn lử luôn nha. Rồi, ba con nha các bạn. Ba con nha. Đây các bạn thấy không? Ba con. Con nãy mới kéo lên nha các bạn. Hai ba con nha. Thấy rõ không? Đây 2 giờ là làm được ba con nha các bạn. Rồi mình kết thúc video này nha. Thấy các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ đăng ký kênh Mỹ Pro nha. Còn nhiều video rất là hay. Mình còn đang câu đằng kia nha các bạn. Đó rồi mình kết thúc video đây nha các bạn.